Ấp trứng vịt tại nhà không cần đến máy ấp trứng, chỉ cần vài tờ giấy báo, quý vị và các bạn cũng có thể làm được, tỷ lệ nở rất cao. Xin chào quý vị và các bạn. Trước màn hình quý vị và các bạn đang xem thì mình có bầy chim cút 6 con hiện đang đẻ trứng, và những em này thì mình cũng tự mua trứng về ở nhà mình ấp, không cần đến máy ấp như quý vị. Và những cái cách ấp này mình cũng đã có quay lại video để trong kênh, nếu quý vị và các bạn thấy thích thì có thể vào xem và tham khảo. Và những cái video mình quay ấp trứng vịt và trứng chim cút có nhiều quý vị và các bạn hỏi là ấp giấy báo có được không. Những cái cách này thì mình cũng chưa thử, thì sẵn hôm nay thì mình sẽ làm thử coi thử ấp có được không nha quý vị. Thường thì mình có làm 3 clip ấp trứng vịt á, là một cái là ấp bằng rơm và một cái ấp bằng trấu lúa. Cái thứ ba thì mình ấp bằng hai cái áo cũ mà nở thì cũng rất là đạt quý vị. Còn quý vị hỏi là ấp bằng giấy báo thì mình cũng chưa dám trả lời, nên mình hôm nay mình sẽ làm thử. Đầu tiên thì quý vị phải mua trứng vịt là chắc chắn phải mua rồi, nhưng trứng này á thì quý vị nên mua là trứng vịt lộn nha, là người ta đã ấp sẵn rồi, nó cũng có con trống rồi, là những cái trứng mà quý vị hay đi ăn ngoài tiệm á, hột vịt lộn đó. Hôm nay mình sẽ mua thử 10 trứng. Và quý vị mua một ít báo, lại những chỗ ve chai á, có báo cũ thì mình mua một ít, nếu mà gia đình hoặc người quen có thì mình cứ lấy mình xài. Đây mình làm dư còn dư đây quý vị. Cái phần giấy báo này quý vị xếp gọn lại và cắt thành sợi. Đó. Cái cắt thành sợi này á, mình có thể là giữ ấm trứng hơn. Còn mình để nguyên một tờ vậy á, thì nó sẽ không giữ ấm trứng nha quý vị. Và tiếp theo mình có chuẩn bị đây một cái thùng. Cái thùng này thì ấp trứng nó sẽ ấm hơn cái rổ này. Đầu tiên quý vị lấy cái phần giấy báo quý vị đã cắt thành sợi rồi, bỏ vào cái thùng này một ít. Cái phần mình cắt sợi vậy á, rất là lợi quý vị. Thứ nhất á, là nó bồng bềnh, cái trứng nó nằm vào nó sẽ không bị bể. Và nó có thể là giữ độ ấm hơn cái tờ báo nguyên này quý vị, để nằm vậy luôn thì trứng nó nằm ở trên không à. Còn như cái phần này cái trứng nó bỏ vào nó sẽ lún xuống. Rồi mình sẽ đem một lớp. Tiếp đến quý vị cho hột vịt lộn vào. Quý vị nên nhớ là nên mua trứng hột vịt lộn, đừng nên mua trứng lạc nha, ấp thì nó sẽ không nở nha. Trứng lạc thì mình sẽ ấp cách khác nữa, nó phải có đèn nữa. Còn cách của mình đây là không cần đèn. Mong rằng là nó sẽ thành công. Rồi kế tiếp quý vị là cho thêm một phần giấy báo mình cắt dư hồi nãy lên trên, để cho nó giữ cái trứng mình ấm. Và cái thứ hai nữa, sau này con vịt nó nở ra nó sẽ tự chui lên nha quý vị, nó không bị đè chết. Nếu mà quý vị để nguyên tờ báo vậy đó thì con vịt nó nở ra nó sẽ không chui lên được. Rồi quý vị bỏ một ít thôi. Phần trên thì quý vị không có nên đè, cứ để tự nhiên vậy. Đó. Vâng, giờ mình sẽ chờ tới ngày những con vịt nó ra chào đời thôi quý vị. Tiếp đến quý vị đậy những cái nắp thùng lại. Quý vị kiếm cái gì á, đè xuống cho nó hở hở vậy nè. Đừng có đè vậy quá nó kia nó kín quá nó chết nha quý vị, nó ngạt hoặc là nó bị thúi trứng á. Quý vị làm sao đó nó hở vậy được rồi. Đây. Tại nãy mình quay góc ngang. Quý vị nhìn trên xuống. Rồi mình kiếm một góc nào đó mát mình để và chờ thôi.
Vâng, còn bên đây thì những em chim cút này mình ấp tại già và đã nở, đã đẻ rồi quý vị. Nếu quý vị và các bạn nào khi nay xem chắc sẽ biết. Đây, quả đã luôn. Thôi mình xin ngưng tại đây, mình sẽ chờ ngày em này nở mình sẽ quay tiếp nha quý vị. Vâng, sau nhiều ngày chờ đợi thì mình đã nghe tiếng vịt kêu luôn quý vị. Mới mở nắp ra thôi là thấy mấy em nó lú đầu lên rồi. Giờ mình sẽ lấy hết ra để xem thử được vô con nha quý vị. Trời ơi, nó chui đầu lên rồi, nó quấn cái cổ nó quá trời con đất lên này. Được mấy em này. Nay mình cũng mới đi làm về luôn. Có con em này đang chui trong trứng ra luôn quý vị. Đây, cận cảnh luôn để không quý vị nói mình cắt ghép xạo nha quý vị. Hiện tại thì mình thấy trước màn hình là được 4 con. Để em lựa mấy cái vỏ không ra đó quý vị. Đây có 3 vỏ nè, 3 vỏ rồi. À, còn của em này thì đang ra. Đây quý vị thấy là em này vẫn còn nằm trong trứng luôn nè. Lông ướt mềm. Và ba em đã ra ngoài. Một em thì khô lông, còn hai em này vẫn chưa khô quý vị. Đứng còn chưa vững nữa nè. Và những vịt này thì người ta cũng không có bán nha quý vị. Để quý vị nói là mình mua vịt con về cắt ghép. Và mình để quay thêm những chi tiết chắc cú nữa để cho quý vị tin. Thì đây trứng đây đang gõ mỏ nè. Là mình quay clip ra để quý vị và các bạn xem rất là chân thực nha. Này, những trứng này đang gõ mỏ nè. Một trứng. Đây nè quý vị. Hai trứng nè. Và trứng này nữa là 3. Và trứng này nữa là 4 trứng quý vị. Hiện tại thì mình đã thấy còn 4 trứng là đang đục mỏ. Và nếu mà tính từ thời điểm mình ấp á, tới mà 4 con vịt này nó chào đời là ngày hôm nay là ngày thứ 7 nha quý vị. Và đúng 5 giờ chiều. 5 giờ như là giờ nó chắc 5 rưỡi rồi quý vị. Và đa số những video mình quay về ấp trứng là mình toàn là dùng trứng lộn đó quý vị. Nếu hột vịt thì là hột vịt lộn. Còn trứng cút thì cũng là trứng cút lộn. Bởi vì mình ấp ơi có con chim cút nó bay qua quý vị. Tại kế bên đây mình có mấy em chim cút đang đẻ nè. Để mình đẩy lại. Mấy em này mình mất cắt cánh nó rồi mà giờ nó dài lại rồi. Để quay lại về vấn đề mấy em vịt. Là những em này á, là mình chuyên ấp về là trứng lộn và vịt lộn. Vịt thì ấp bằng vịt lộn. Còn trứng cút thì ấp cũng trứng cút lộn luôn. Và hôm nay mình ấp là tính từ ngày ấp tới bây giờ thì là 7 ngày. Và đúng 5 giờ rưỡi chiều. 5 giờ 5 rưỡi quý vị nằm trên lịch khoảng đó nãy mình xuống thì 5 giờ chắc giờ cũng chạy thêm một ít rồi. Nếu quý vị ấp á, là nó có thể là trên lệch thời gian vài ngày. Thứ nhất là trứng á, là vịt lộn này nó có hai loại. Một loại á, là con sát, là con lớn á. Và một loại thì con nhỏ quý vị, nếu mà quý vị mua con lớn thì tầm 7 tới 8 ngày nó sẽ nở. Còn quý vị mua trúng vịt lộn con nhỏ thì nó đã nằm cái tầm là 9 ngày tới 12 ngày quý vị, có thể 13 ngày. Để mình nói rõ luôn. Không thì quý vị có làm theo á thì nó trên lịch thời gian thì cho mình nó dốc. Đó, bây giờ thì được 3 con. Quý vị thấy rõ ràng không? Đây, hai con này vẫn còn đang lông chưa khô nữa nè. Mình về trễ quá mình không quay được cận cảnh nó gõ cái mỏ nó chui cái đầu không ra. Còn con này thì nó chui ra gần nửa người rồi. Này cái này vẫn trứng này á, quý vị mà ấp á thấy nó như vậy thì mình cứ để nguyên nha, không nên hỗ trợ. Vì khi ở trong đó nó còn cái dây rốn nó dính cái vỏ trứng này mình giật ra nó em nó chết liền à. Vâng, đây là cái cách mình ấp giấy báo. Hiện tại thì 10 trứng mà nở được 4 con mình thấy cũng thành công rồi đó. Và còn 4-5 trứng trong đây là mấy em này vẫn đang dùng miệng để gõ nè. Đó, thấy không? Mình quay clip chân rất là chân thực luôn. Để quý vị và các bạn xem và tham khảo có thể làm theo. Mình không có mà làm dối quý vị. Để mà quý vị lúc mà làm thì làm không được thì cũng không hay. Giờ mình sẽ đẩy mấy em lại, quý vị chờ mấy em nở tiếp. Rồi mình sẽ quay tiếp một khúc nữa là cho mấy em nở hết á. Rồi để quý vị và các bạn xem tổng kết thử được bao nhiêu em.
mình giờ mình đậy lại đi để không nó lạnh. Cái giấy báo này nè quý vị, ấp á, là nên cắt duyễn. Thứ nhất là nó dẹ, đến lúc mà nó nở ra nó có thể chui lên. Còn quý vị mà dùng nguyên một tờ giấy báo luôn á là nó chui lên không được, và nó có thể cái độ ấm của nó không có bằng mình cắt như vỏ ra. Rồi mong quý vị cùng mình chờ sau vài tiếng nữa ha, để coi thử là nó được mấy em. Còn bên đây thì cái đàn chim cút của mình đang sinh sản 6 con nè. Khi này mình cũng quay nhiều clip lắm rồi, và cũng có nhiều bạn hỏi là một con chim cút là thường nó đẻ được bao nhiêu trứng nó ngưng. Vài bữa nữa mình sẽ làm cái video đó sau. Tạm thời bây giờ thì chờ cái đàn vịt này. Hồi nãy giờ mình chờ cũng lâu rồi, vì không biết giờ nó nở được mấy con nữa. Lúc đầu thì được 4 con. Qua bây giờ được 5 con quý vị ơi, và con đang còn trong trứng là 6 con. Cái con nở sâu này nó khô lông luôn rồi, mình cũng không biết nó nở lúc nào nữa, nhưng lúc đầu tiên mình mở ra xem thì được 4 con nha quý vị. Và con nở kế tiếp thì vẫn con thứ 5 thì khô lông luôn, và có một con này đang chui ra nha quý vị. Đây cận cảnh luôn. Để quý vị và các bạn xem, không có nói mình là mua trứng về ghép. Và cái cách ấp giấy báo này rất là hiệu quả luôn quý vị. Đây. À, hiện tại thì mình nắp 10 trứng mà đã có 5 con vịt là nó nở ra khô lông. Và một con này thì đang chui ra nữa là được 6 con. Dưới đây thì còn mấy con đang gõ mỏ nữa quý vị. Đây trong đây em là chuẩn bị chui ra nữa nè. Em là thấy yếu quá, nó có vẫn trứng vẫn còn nhích trong. Và đây một em nữa. Để sát mà quý vị biết nghe, để gần cái bích. À, mình cầm cái trứng ở trong nó gõ trong quý vị, nó bươi trong á. Vâng, cái cách ấp giấy báo này quý vị và các bạn có thể làm theo mình là rất hiệu quả luôn. 10 trứng mà trước màn hình quý vị và các bạn đang xem thì đã có 5 con nở khô lông và một con vịt này đang chui ra. Đây. Nếu quý vị và các bạn thích nuôi vịt mà số lượng ít thì cứ mua về ấp như mình, chỉ cần vài tờ giấy báo thôi là có một đàn vịt nuôi. Trời, nó đạp lên luôn quý vị ơi. Vịt này đa số là mình ấp bằng trứng vịt lộn nha quý vị. Này, chú vịt con này, quý vị cứ để tự nhiên, không nên hỗ trợ em đó. Nhìn em đó này. Còn đây là những bé vịt này đã khô. Nhìn dễ thương quý vị. Quý vị và các bạn xem thấy thích thì ấn đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Và giờ cũng tối rồi quý vị, chắc mình cũng để tới sáng luôn cho mình không có ra, mình không xuống mình thăm nữa. Giờ cũng 9-10 giờ tối rồi. Ngủ sớm để mai cho nó khỏe còn đi công việc quý vị, chứ đâu có mà chạy lên chạy xuống thăm được. Nên mình cũng xin kết thúc cái video tại đây, là tạm thời là được là 2, 4, 5 con vịt khô lông và một con đang nở, và còn mấy trứng thì đang chuẩn bị ra nữa quý vị. Mình nghĩ chắc ngày mai nó sẽ ra thôi à. Quý vị và các bạn thích nuôi vịt số lượng ít thì cứ ấp với mình là sẽ có bầy vịt nuôi. Và mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Hẹn quý vị và các bạn clip sau.